Thiên thần Angel đang sắp sửa trở thành bà mẹ. Ác quỷ Devi cũng vậy. Thật thú vị. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên La Lilu nào. Hãy may váy cho cô nàng thiên thần Angel. Chúng mình sẽ dùng đến vải trắng, kim và chỉ. Tiến hành đo cơ thể bà mẹ bầu và may phần chân váy. Dán vải ren vào vải lưới. Thêm một lớp vải kim tuyến lên trên. Kéo chỉ lại. Thế là chiếc váy đã phồng lên rồi. Làm tương tự cho phần tay áo. Trang trí phần cổ áo bằng hai đoạn vải lông mềm. Thêm keo và đính đá vào. Nhìn bộ lông thật quyến rũ. Bỏ mái tóc nhàm chán này đi đi. Hãy tháo ra và chải đều nha. Thêm một vòng ngọc trai ở tay. Và đôi cánh thiên thần sau lưng. Một đôi bông tai dễ thương. Đây chính là ánh hào quang được làm từ những hạt ngọc xinh xắn. Thiên thần bước đi trên những vần mây mềm mại. Không đâu thoải mái bằng nhà. Thiên thần nhỏ sẽ sớm được sinh ra. Giờ chúng mình sẽ làm quần ôm từ vải lưới cho Devi nha. Chiếc quần vừa như in. Giờ đến áo nào. Gấp đôi vải thun lại. Cắt phần cổ áo, ống tay và điều chỉnh độ rộng của áo phù hợp. Giờ chỉ cần may hai bên lại là xong. Giơ tay lên. Như thế này. Tuyệt. Giờ chúng ta sẽ làm thêm một chiếc váy da màu đỏ. Và cả phần áo khoác nữa. Cắt một lỗ nhỏ ngay chính giữa. Xỏ đầu vào. Và làm phần ống tay bằng những móc tròn. Giờ tô màu nào. Dưới chân váy là những ngọn lửa đen. Nhấn thêm những đường viền vàng đầy ấn tượng. Quấn tóc lên. Và viền quanh phần áo. Dậy tím ư? Không thể nào. Màu đen mới hợp. Nó có thể đi lên trên cả thang nóng đấy. Làm cánh từ giấy xốp. Thêm một lớp giấy nữa. Và cắt tương tự. Đính thật nhiều lông vũ màu đen lên nào. Thật kiêu sa. Wow. Cùng làm sân nào. Dùng dây thép định hình. Cho đất sét lên. Và phủ một lớp sơn acrylic mờ nha. Sân thì phải có đuôi nữa. Quấn giấy xốp đen quanh dây thép. Và thêm một mũi tên nhỏ màu đỏ. Uốn cong đuôi lại. Chỉ cần làm thêm một cây đinh ba nữa. Sơn que xiên gỗ màu đỏ. Cắt hai hình đinh ba từ giấy xốp kim tuyến. Và cho que gỗ vào giữa. Ba mẹ ác quỷ này sẽ thử xem sức mạnh của vũ khí mới này. Làn sương mờ ảo và những đám mây u ám bỗng chốc xuất hiện. Sức mạnh thật phi thường. Chào bác sĩ. Tôi muốn khám xem em bé có khỏe không. Bạn mới siêu âm lần đầu à. Chà, đôi cánh phát triển rất tốt. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh nhân tiếp theo. Chào bạn, bạn khám thế nào rồi? Tuyệt. Đứa bé nghịch ngợm của mình đang rất nóng lòng gặp mặt mọi người. Giờ hãy xem em bé thiên thần nào. Hào quang vẫn còn. Đôi cánh duỗi thẳng. Bạn sẽ phải sớm làm thêm phòng trên tầng mây của mình đấy. Hãy may gối ôm bà bầu cho Devi nào. Vẽ một chiếc đuôi lớn trên vải thun. May các cạnh vải lại. Chừa một lỗ nhỏ. Và nhét bông vào bên trong. Có gì đó đang lấp lánh thế. Đó chính là những hình tam giác đỏ kim tuyến này. Dán dọc theo sống lưng của rồng. Dùng màu acrylic vẽ hình khuôn mặt hiền lành. Thêm lông mi và những đường sọc ở đuôi. Làm sừng bằng đất sét. Và sơn đen luôn nha. Trong khi Devi ở bệnh viện, người cha đã ôm chiếc gối này ngủ ngon lành. Nhìn xem này, thật đáng yêu. Damon, dậy nào. Đã gối ôm lại cho em. Em yêu, chiếc giường bỗng trở nên chật chội hơn sao? À! Cả Angel và Devi đều sinh trong cùng một đêm. Bạn có sợ không? Devi, còn chẳng sợ bằng khi mình đặt đồ ăn cay ở nhà hàng. Mình rất lo.
nếu cánh màu vàng trong khi hào quang màu bạc thì sao? Nữ hộ sinh mang em bé ra rồi. Bé con đến đây nào. Và cả em bé có cặp sừng nhỏ xinh nữa. Ủa, em bé là của ai? Chà, đây, con của bạn đây, chính chủ luôn đó nha. Còn đây là của bạn. Gì vậy? Không thể nào. Đây không phải là con của tôi. Hào quang này không phải của tôi mà. À, em bé đang phun lửa. Mang bình cứu hỏa đến đi. Cần trao đổi lại gấp. Giờ em bé đã được về với mẹ ruột của mình. Hãy làm hào quang cho em bé nào. Dùng cây cọ ống tạo hình vòng tròn và dán vào một đoạn dây thép mỏng. Thiên thần đáng yêu bé bỏng, nằm trên mây chẳng an toàn lắm đâu. Hãy vào nôi và ngủ thật ngon nha. Cắt ba hình đám mây từ giấy bìa cứng, dán keo hai mặt vào, tháo bỏ lớp giấy keo và cho đám mây lên bông mềm nào. Phát thảo đám mây trên vải lụa, nhớ chừa ra một đoạn như vậy. Cho keo nóng vào mặt sau và bọc vải lại. Đám mây êm ái này sắp bay đi rồi. Đám mây thứ hai sẽ làm theo cách khác. Cắt hình mây từ giấy xốp và dán vào giấy bìa. Nối hai đám mây lại. Thêm một lớp sơn móng tay bóng vào cạnh của dải giấy xốp. Rắc kim tuyến lên. Trang trí thêm hình trái tim và ngôi sao vào. Quấn giấy xốp quanh nôi lại. Thật ấm áp và vô cùng dễ chịu. Thêm dây câu cá vào để treo nôi lên nha. Chiếc nôi thiên thần đang ru em bé ngon giấc. Treo hình trái tim và hình thiên thần lên. Thêm hạt sequin và những vật trang trí. Buộc chặt vào một vòng tròn. Thật thú vị phải không? Rất xinh đẹp và lấp lánh con trai nhỉ? Chú tiểu quỷ này cũng thật đáng yêu. Thật dễ thương. Cậu đang có chiếc sừng sữa là màu đỏ. Nhưng chiếc bỉm thật khiến cậu giống thiên thần. Làm ơn đừng lấy màu trắng. Đây, vậy thì cùng làm bỉm từ giấy xốp đỏ nha. Thêm một đoạn dây da có hình mũi tên làm đuôi nữa nào. Cậu bé này thích ngủ nướng vào ban ngày và nghịch ngợm mỗi đêm. Nhưng vẫn phải có nồi đấy. Dùng đáy bình nhựa như thế này và dây thần nhỏ. Quấn dây thần xung quanh và dán keo lại. Sơn một nửa dưới hình tam giác màu đỏ, nửa trên màu đen. Cắt một tấm đệm từ xếp mềm dày khoảng 1 cm. Bọc vải nhung lại và cho vào trong nôi. Nếu bạn muốn treo nôi lên thì phải dùng đến dây xích, vì cậu tiểu quỷ này sẽ thiêu rụi hết dây chỉ cho mà xem. Dùng kìm để uốn cong thanh dây thép dày. Tạo hình để treo nôi lên giá treo này nha. Giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khói, lửa và một em bé tinh nghịch trong nôi. Ác mộng kinh hoàng nhé con trai, hãy làm mọi người khiếp sợ. Giờ làm bồn tắm với nước sôi sùng sục nào. Cắt lấy phần đế bên dầu gội. Sơn hình ngọn lửa như thế này. Thoa keo lên cạnh bồn và phủ kim tuyến lên. Tắm trong chiếc bồn này thật dễ chịu. Sau vài lần tắm, có vẻ nước sôi đã không còn nóng được nữa rồi. Những đứa trẻ ác quỷ luôn cần được theo dõi mọi lúc. Phải luôn mang theo bình cứu hỏa bên người. Dán đồ chơi hư lại và sơn đỏ. Thêm một lớp sơn bóng nữa và dán nhãn đã in sẵn lên nha. Hai em bé đang chơi đùa trên thảm cỏ. Thật khó để hai đứa bé có thể hòa hợp, đặc biệt khi chúng lại là con của thiên thần và ác quỷ. Nhưng tình bạn có thể vượt qua mọi khó khăn. Có vẻ mẹ đến đúng lúc nhỉ, con làm tốt lắm. Và Devi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bông hoa trắng trên tay cậu con trai mình. Ngày nay bọn trẻ thật kỳ lạ. Cô nhún vai rồi đưa cậu bé về nhà. Ấn nút thích và cho mình biết bạn thích bà mẹ nào hơn nha. Đừng quên đăng ký kênh La Lilu. Vẫn còn rất nhiều video thú vị khác sắp được ra mắt đấy.